dây chuyền ruby phá vỡ kỷ lục thế giới tại Hồng Kông. Một sợi dây, dây chuyền kim cương vào ruby được tạo tác bởi nhà thiết kế etc. đã phá vỡ kỷ lục thế giới tại sàn đấu giá nữ trang Christie's tại Hồng Kông vào ngày hôm nay, 2 tháng 6, với giá bán là 13 triệu Mỹ Kim. Người đứng đầu sàn đấu giá quốc tế, ông Rahul Kadakia cho biết rằng 10 phút đấu giá căng thẳng trên điện thoại cho thấy được độ lôi cuốn của món hàng cao đến giường nào. Sợi dây chuyền ruby này được gắn những viên ruby cao cấp tại Burma, nguồn cung cấp ruby quý hiếm nhất thế giới. Những viên ruby đỏ cao cấp chưa bao giờ được chế biến lại, được đính lại với nhau cùng với kim cương qua bàn tay lão luyện của nhà thiết kế Edmund Chin, người có xưởng sản xuất với tên gọi là etc. Sợi dây là kỷ lục thế giới với giá bán là 13 triệu Mỹ Kim, cao hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Mức giá này là cực kỳ cao. Ông Kadakia cho biết, đêm đấu giá có rất nhiều kỷ lục về giá cả đã được phá vỡ, trong khi mức lợi nhuận cao hơn bất cứ đợt đấu giá trang sức nào ở châu Á. Đã từng có một vật phẩm đoạt giá 111 triệu Mỹ Kim vào tháng 11 năm 2013, và trong ngày 2 tháng 6 này, họ đã bán được 117 triệu Mỹ Kim. Đây là một đất thang mới cho các cuộc đấu giá về nữ trang trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bên cạnh những vật phẩm đó, có một viên sapphire nặng 10.33 carats cũng phá kỷ lục với giá bán là 2.5 triệu mỹ kim. Một sợi dây chuyền gắn ngọc bích, kim cương và ruby đỏ cũng đã được lên sàn với giá là 5.7 triệu mỹ kim. Một chiếc vòng đeo tay ngọc lục bảo từ Colombia nặng 38.51 carats, một trong những điểm nhấn tại đợt đấu giá và thuộc loại đá quý lớn nhất từng được đấu giá, được mua với giá là 1.9 triệu mỹ kim. Kadakia cũng cho biết thêm là có nhiều vật phẩm ngọc lục bảo khác được mua với giá tiền gấp 10 cho đến 15 lần giá được ước tính, trong khi những món trang sức bằng kim cương khác được đấu giá một cách gắt gao trên điện thoại, trên mạng và ngay tại phòng đấu giá.